Thưa quý vị, sau Vũ Nhôm thì đến ai? Đó là nhan đề bài viết của blogger Phạm Trí Dũng được đăng trên trang VOA Tiếng Việt. Năm 2017, đầy biến động và mở màn cho chuỗi biến động ghê gớm ở những năm sau. Nếu vụ Đinh La Thăng bị bắt đã phá vỡ tiền lệ chính trị, ủy viên Bộ Chính trị không thể bị tống giam, thì sự xa cơ của chùm bất động sản vũ nhôm chứ không phải thượng tá công an phan văn anh vũ như đánh dấu quan niệm bỏ qua danh giới thỏa hiệp giữa các nhóm quyền lực lợi ích mới với các nhóm quyền lực lợi ích cũ để chính thức chuyển qua thời kỳ tàn sát nhau mức độ tàn khốc và dã man của cuộc chiến phe phái luôn tỷ lệ thuận với trò chơi băng đảng thôn tính tài sản và tranh giành lãnh địa làm ăn của nhau năm năm trước khi trầm bê của ngân hàng phương nam và được xem là một trong những tay hòm chìa khóa của gia đình thủ tướng thời đó là nguyễn tấn dũng thôn tính sacombank ngân hàng sài gòn thương tín của đặng văn thành ông thành đã suýt dính phải vòng lao lý nhưng cuối cùng vẫn thoát với điều kiện phải nhả sacombank năm năm sau 2017 khi Đặng Văn Thành trở lại thương trường và cùng nở nụ cười đắc thắng bên cạnh tân thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đến lượt trầm bê xa cơn hoạn nạn, nhưng lúc này hoạn nạn đã không còn giản dị là mối đe dọa của cơ quan tư pháp mà trầm bê đã đi thẳng vào tù. Vũ Nhôm, Thượng tá Công an Phan Văn Anh Vũ cũng không tránh khỏi số kiếp quả báo của trầm bê. Vũ đã từng là một người quyền thế ở Đà Nẵng và có thể lọt vào hàng trăm người giàu của xứ sở điêu tàn vì nạn quan chức tận vét và tham nhũng, giờ này đang phải nhả một phần lớn những gì đã nuốt. Ngay trước mắt, cái có thể thấy được sờ sờ là hơn ba chục ngôi nhà gốc gác công sản mà Vũ đã từng ly từng tí vừa dọa nạt vừa đấm tiền vào mõm tích góp cho mình chưa kể nhiều dự án bất động sản kéo theo những thị trường đất nền và căn hộ màu mỡ ở Đà Nẵng, Sài Gòn. Nhưng nhà cho ai? Cứ nhìn vào bộ mặt nền báo chí cách mạng là có thể cảm nhận và đoán biết. Khác với quang cảnh đấu đá những năm trước với chỉ truyền thông mạng xã hội được những bàn tay ẩn giấu trong bộ nội bộ Đảng chi phối từ năm 2016 đến nay đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy báo chí nhà nước đang tăng tốc mặt trận thứ hai sau mặt trận thứ nhất là mạng xã hội. Ngày càng nhan nhản, báo nhà nước đã lao vào, đánh đấm và quá bị nghi ngờ phục vụ cho các tập đoàn quyền lực lẫn lợi ích nhóm, trong khi những tờ báo này chẳng mấy quan tâm đến nhan nhản vấn nạn, sân dân sinh và dân quyền bị bóc lột và bị trà đạp ở Việt Nam cũng ngày càng rõ về khuynh hướng một số quan chức đã lợi dụng chủ trương chống tham nhũng để sử dụng báo nhà nước như mặt trận thứ hai. Để không chỉ tranh giành quyền lực mà còn tiến đến thâu tóm lãnh địa làm ăn của nhau. Một số tờ báo nhà nước cũng bởi thế lại có cơ hội ăn bẫm. Bối cảnh Trung ương đánh Đà Nẵng trong năm 2017 và được báo nhà nước chạy theo đưa tin Viết bài một cách nhiệt tình hiếm thấy là một minh chứng rất sôi động về người có cơm kẻ có cháo. Trong khi đó, nhất thể hóa bộ máy chức danh giữa Đảng và nhà nước, một chủ trương của Đảng cầm quyền bắt đầu được thi hành trong năm 2017, hiện đang ngày càng trở thành thời cơ bất ngờ, sáng rỡ dành cho những quan chức nào đó nhưng cũng biến thành nỗi nguy hiểm kề dao vào cổ đối với nhiều quan chức khác nhất là số đầu tỉnh thành. Sớm hay muộn đôi chút cũng sẽ diễn ra một phong trào tái cơ cấu nhóm quyền lực từ cấp trung ương đến địa phương. Nếu đại hội 12 vào đầu năm 2016 của đảng cầm quyền chỉ nhằm giải quyết chủ đề bất cứ ai trừ dũng, các hội nghị trung ương 5 và 6 trong năm 2017 chỉ nhằm xử vài giây thời cũ thì những tháng tới sẽ là những trận tổng tấn công kích vào các tập đoàn quyền lực dành cho nhau giữa nhóm quyền lực mới đối với nhóm quyền lực cũ và giữa các nhóm quyền lực mới với nhau. Đà Nẵng của Sun Group, Sài Gòn của Vạn Thịnh Phát, Kiên Giang của Nguyễn Thanh Nghị có thể là những cái tên đầu tiên được thí điểm hồi tố. Sau Vũ Nhôm là đại gia nào? Ai là nạn nhân tiếp theo? Vạn Thịnh Phát được xếp vào hàng những công ty, những gia đình lớn và bí ẩn nhất Việt Nam. Chủ tịch hội đồng quản trị là bà Trương Mỹ Lan. Tập đoàn này hiện có vốn điều lệ 12.800 tỷ đồng, cao hơn cả Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng 9.300 tỷ đồng và Hoàng Anh Gia Lai của Bầu Đức với mức lần lượt là 7.200 tỷ đồng chỉ riêng tại hai công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Vạn Thịnh Phát và công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan đã sở hữu lượng cổ phần trị giá 6.700 tỷ đồng. Với khối tài sản này, bà Lan có thể coi là một trong những người giàu nhất Việt Nam, tương đương với ông Dương Công Minh, chủ tịch tập đoàn Him Lam hay bà Lê Thị Thúy Ngà, chủ tịch tập đoàn Nam Cường. Nhưng cái tên Vạn Thịnh Phát và bà chủ trương mỹ lan lại khá bí ẩn khi thông tin cá nhân rất hiếm hoi được tiết lộ với giới truyền thông cái tên bạn thịnh phát thực sự được chú ý khi tại phiên xét xử bị cáo dương tự trọng ngày 7 tháng 1 năm 2014 ông dương Trí dũng anh trai dương tự trọng nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty hàng hải việt nam vinanice nguyên cục trưởng cục hàng hải bộ giao thông vận tải khai nhận 20 tỷ đồng để được làm dự án chuyển đổi công năng cảng Sài Gòn của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, thành phố Hồ Chí Minh do bà Trương Mỹ Lan làm chủ tịch. Từ đầu tháng 8 năm 2016 đã bắt đầu tăng cường những dấu hiệu tấn công vào tập đoàn Vạn Thịnh Phát thuộc sở hữu của gia tộc họ Trương. Một số những bài viết trên báo nhà nước mang tựa đề Đại gia Trương Mỹ Lan và Đế chế Vạn Thịnh Phát đang toan tính gì cho rằng thâu tóm hàng loạt siêu dự án rồi để trùm mền động cơ của tập đoàn Vạn Thịnh Phát trên thị trường địa ốc thành phố Hồ Chí Minh đang là một ẩn số vô cùng bí hiểm. Sau đó bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội một số bài viết mang tính móc xích về mối quan hệ đặc biệt giữa bà Trương Mỹ Lan với ông Lê Thanh Hải, bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2015 trở về trước. Nhiều dư luận cho rằng Nhờ có sự bảo kê của bí thư Hải mà Vạn Thịnh Phát đã giành được nhiều khu đất vàng để kinh doanh bất động sản, mang lại một khoản lợi khổng lồ cho tập đoàn này. Ngày 27 tháng 10 năm 2017, một tờ báo nhà nước bất chợt đăng tin lạ, bà Trương Mỹ Lan và chín người nhà rút hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam. Rất đáng chú ý, bản tin trên lại kèm theo nội dung được trích từ văn bản pháp quy mà chỉ áp dụng đối với những trường hợp bị xem là phạm tội. Khoản 2 điều 27 luật quốc tịch Việt Nam 2008 quy định: Người thôi quốc tịch Việt Nam, chưa được thôi quốc tịch Việt Nam nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây: A. đang nợ thuế đối với nhà nước hoặc đang có nghĩa vụ tài sản đối với cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân Việt Nam. B. đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. C. đang chấp hành bản án quyết định của tòa án Việt Nam D đang bị tạm giam để chờ thi hành án. Khó mà nghi ngờ bản tin bà Trương Mỹ Lan và 9 người nhà rút hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam không có mùi. Đó là một thứ mùi rất đặc trưng của thời đại sau đại hội 12, những nhóm quyền lực và lợi ích mới nổi lên để thay thế và tìm cách nuốt những nhóm quyền lực và lợi ích cũ, đặc biệt từ giữa năm 2016 khi chiến dịch chống tham nhũng được tổng bí thư trọng tung ra đã bị không ít kẻ lợi dụng như một bình phong để bắt những kẻ khác phải ói ra. Từ năm 2015 và trước đại hội 12 đã có tin Lê Thanh Hải và tập đoàn Vạn Thịnh Phát của Trương Mỹ Lan nằm trong danh sách bị thịt. Sau đại hội 12, ông Lê Thanh Hải bị loại khỏi bộ chính trị, không còn giữ chức bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và coi như hạ cánh ông Hải cũng bị một số dư luận đồn đoán là một trong những người tham nhũng và giàu nhất Việt Nam. Ngày càng hiện rõ triển vọng trong thời gian không bao lâu nữa, một thế lực chính trị và tài phiệt nào đó sẽ hất cảng Phạm Thịnh, Vạn Thịnh Phát và do đó hất cảng cả cựu bí thư Lê Thanh Hải theo cách của thiên trả địa. Đó cũng là cách mà những con cá mập ở Việt Nam vẫn hàng ngày đớp nuốt lẫn nhau sau khi dạ dày của chúng đã thỏa thê phần xương thịt của dân chúng. Singapore ngày 2 tháng Giêng chính thức xác nhận với VOA Việt ngữ về vụ bắt giữ ông Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, tại quốc gia Đông Nam Á này. Phát ngôn nhân của Cơ quan Nhập cư và Cửa khẩu Singapore ICA nói, ông Phan Văn Anh Vũ bị bắt ngày 28 tháng 12 năm 2017 vì vi phạm luật nhập cư Singapore. Thông cáo ngắn gọn của ICA không cho biết thêm chi tiết nào khác. Chưa rõ Singapore sẽ xử lý ra sao, trong khi có đồn đoán rằng ông Vũ có thể bị đưa về Việt Nam. Singapore hiện không có hiệp định dẫn độ với Hà Nội, nhưng cơ quan di trú nước này có quyền trục xuất trong một số tình huống nhất định, theo luật nhập cư Singapore. Tờ Giáo dục Việt Nam ngày 2 tháng Giêng dẫn lời một số luật sư trong nước cho rằng ông Vũ chỉ còn cách duy nhất là đầu thú để được khoan hồng. Tờ Đất Việt dẫn lời Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng Bộ Công an cho hay, chưa nhận được thông tin Vũ Nhôm đang bị giữ ở Singapore. Ông Vũ bị truy tố hôm 20 tháng 12 về tội cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước, nhưng đã bỏ trốn. Ông Vũ Nhôm muốn tị nạn chính trị ở Đức. Luật sư đại diện của ông Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm ở Singapore và ở Đức, cho VOA Việt ngữ biết ngày 2 tháng Giêng. Từ Singapore, luật sư Chu Trung Si xác nhận rằng thân chủ của ông muốn xin tị nạn chính trị ở Đức. VOA Việt ngữ liên hệ với Bộ Ngoại giao Đức nhưng chưa nhận được hồi đáp. Luật sư Chu nói vụ này sẽ tiến triển phức tạp vì còn liên quan tới một số vấn đề pháp lý khác, nhưng ông hy vọng có thể giúp cho ông Vũ đi tới nơi mà ông ấy muốn. Về khả năng ông Vũ bị dẫn độ về Việt Nam, ông Chu cho biết trước đây từng có các trường hợp bị trả về nước. Vì các tội liên quan tới nhập cảnh, cho dù nước đó không có hiệp định dẫn độ với Singapore. Ông Victor Voith, luật sư của ông Vũ tại Đức cho hay đã liên hệ với đại sứ quán Đức ở Singapore hôm 31 tháng 12, nhưng tới ngày 2 tháng Giêng vẫn chưa nhận được phản hồi. Ngày 20 tháng 12, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Vũ về tội cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước và phát lệnh truy nã vì đương sự không có ở nơi cư trú tại Đà Nẵng. Tỉnh. Ông Huỳnh Khánh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Và có lẽ đặc biệt nhất là trường hợp hai cha con ông Lê Phước Thanh, Bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011-2016, và ông Lê Phước Hoài Bảo, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư không biết vô tình hay hữu ý, vào cùng thời gian trên lại hiện ra những tin ngoài lề về khả năng ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch thành phố Đà Nẵng không còn được che chở và phải nghỉ non, thậm chí là nghỉ ngay sau Tết Nguyên đán 2018. Từ trước vụ xung đột quyền lực và có thể cả lợi ích nhóm giữa cánh của ông Huỳnh Đức Thơ với Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, nhiều người đã cho rằng ông Thơ thực ra là người thân của Thủ tướng Phúc Nhận định này dường như đã được chứng minh bằng kết quả của hội nghị trung ương 6 vào đầu tháng 10 năm 2017, trong khi Nguyễn Xuân Anh mất sạch thì Huỳnh Đức Thơ vẫn ung dung tại vị, bất chấp nhiều điều tiếng về những công trình tai tiếng ở Đà Nẵng liên quan đến nhân vật này. Có một bộ phận quan chức trung cao, những người sợ chiến dịch chống tham nhũng của Tổng bí thư Trọng và chẳng ưa ông Trọng đến mức có lẽ chỉ cầu mong ông này bị đột quỵ, đã từng kỳ vọng rằng vụ Đà Nẵng là điểm kết thúc để phần cuối năm 2017 sẽ không có thêm vụ nào khác rồi đến khi nổ ra vụ bắt Đinh La Thăng, một số quan chức lại hy vọng rằng đó sẽ là vụ cuối cùng của năm 2017. Nhưng sự đời lại cứ như khiêu khích ước muốn ăn lành của con người, sau Đà Nẵng đến Quảng Nam, sau Quảng Nam đến Hậu Giang. Có thể nhìn rõ là Tổng Bí Thư Trọng đã và đang vận động song hành hai tuyến chiến thuật, vừa dùng Ủy ban Kiểm tra Trung ương để thi hành kỷ luật quan chức, vừa có vẻ thẳng tay dẹp nạn thái từ đảng. Sau ngày 8 tháng 12 năm 2017, thời điểm có thể được xem là mốc mở màn cho chống tham nhũng giai đoạn 2 của ông trọng mà khởi đầu bằng vụ bắt cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng, không chỉ hàng loạt quan chức của tập đoàn dầu khí Việt Nam PVN và quan chức ngân hàng bị bắt, một số quan chức lãnh đạo các địa phương Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Quảng Nam bị kỷ luật mà những thái tử đảng cũng bị lên thớt, Nguyễn Phước Hoài Bảo con trai cựu bí thư Quảng Nam, Nguyễn Phước Thanh, Huỳnh Minh Phong cậu ấm của cựu bí thư Âu Giang Huỳnh Minh Chắc. Ông Trọng lại chẳng có gì phải lan tăn vì ông ta không bị dính chuyện con cái mình hót hay nhảy giỏi. Bởi thế ông Trọng chẳng ngần ngại chém những mái đầu trẻ trâu nhưng lại thích làm người lớn. Tuy nhiên những dấu hỏi lớn bật ra là chiến dịch diệt thái tử đảng của Tổng bí thư Trọng chỉ thuần túy là một động tác hãm bớt tham vọng cá nhân như tinh thần nghị quyết của ông hay còn mang một ẩn ý và nhắm đến một mục tiêu nào khác. Sau Quảng Nam và Hậu Giang, ông Trọng còn muốn tiến đến đâu nữa? Vài blogger thân đảng vừa quy hoạch điểm đến của chiến dịch trên. Những lời khuyến cáo lẫn hàm ý đe dọa được tung ra nhắm tới Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Minh Triết, hai con trai của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đòi hai người tuổi trẻ tài cao này phải trả lại chức, nếu không sẽ có chuyện. Nhiều tờ báo nhà nước cũng đang ồn ào hỗ trợ cho chiến dịch diệt thái tử đảng của Tổng bí thư Trọng không khí cũng khá giống với cảnh đấu tố vụ xe Lexus của Phó Chủ tịch Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh vào giữa năm 2016. Không đánh trực tiếp ngay tâm, mà làm dần từ vòng ngoài hướng vào tâm. Có thể hình dung ngay rằng trong không bao lâu nữa, vòng vây sẽ khép kín hai người con của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, là Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Kiên Giang và Nguyễn Minh Triết đang ở Trung ương đoàn. Từ giữa năm 2017, báo chí nhà nước đã bất ngờ lôi vụ khách sạn Hương Biển xây sai quy hoạch ở đảo Ngọc Phú Quốc ra mần. Có tờ báo còn bạo gan đề cập đến trách nhiệm của bí thư Nguyễn Thanh Nghị. Nhiều khả năng ông Nghị sẽ bị luân chuyển cán bộ, một hình thức được xem là ưu đãi trong thời gian tới. Còn nếu không chịu đi, Nguyễn Thanh Nghị sẽ có thể phải đối mặt với đủ thứ chuyện chẳng hay ho gì. Nhưng còn cái chỉ là một vế, nếu chiến dịch diệt thái tử đảng đánh từ ngoài vào nhằm hướng đến hai người con của Nguyễn Tấn Dũng, thì sau hai người con đó nguyễn tấn dũng sẽ là cái đích cuối cùng mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời vì đảng vì dân của Nguyễn Tấn Dũng và ngay cả khi ông quyết định trở lại người tử tế, chưa bao giờ Nguyễn Tấn Dũng lại rơi vào tình thế cô đơn như lúc này. Vào đầu tháng 12 năm 2017, sự kiện đám tang mẹ của ông Dũng mất đã làm rộ ra một sự thật quá đen đúa, quá hiếm quan chức đương nhiệm và cả hưu trí dám đến dự đám tang này. Dường như cả đám người từng một thời anh em xôi thịt như một đàn nhặng quanh Nguyễn Tuấn Dũng đã ngửi thấy mùi từ khí phảng phất quanh ông ta nên giặt xa càng nhanh càng tốt. Hiện tượng báo đảng nói riêng và báo chí nhà nước nói chung im bặt trước đám tang của mẹ cựu Thủ tướng Nguyễn Tuấn Dũng có thể được xem là một chỉ dấu đặc biệt, không chỉ về thói vô cảm chính trị trong chính trường Việt Nam thời nay mà còn như một biểu trưng cho thói ăn cháo đa bát. Hết sức bạc bẽo của giới quan chức, màng não trạng chỉ biết phủ thịnh không phù suy. Một Facebooker bình luận là người có khí chất nam bộ giao lưu rộng rãi, ông cũng ít nhiều cũng có bộ hạ hay đồng liêu thân tín trong đảng, thế mà giờ này không một ai tới hay gửi lãng hoa viếng làm tôi thật sự bất ngờ. Đúng là trước có người so sánh đảng của ông với đảng bọn cướp tôi không tin, nhưng giờ nhìn lại thấy đảng cướp nó vẫn tình nghĩa với nhau hơn tình cảnh đèn nhà ai nấy dạng thân ai người đó lo hồn ai người đó giữ đang phổ biến đến mức ghê gớm trong nội bộ đảng cộng sản việt nam không chỉ với trường hợp nguyễn tân dũng mà có lẽ tuyệt đại đa số quan chức từ trung cấp đến cao cấp của đảng sẽ phải chịu thân phận hết quyền hết bạc hết ông tôi ngay sau khi họ nghỉ cho thấy không chỉ hiện tượng phân hóa sâu sắc mà còn diễn ra giai đoạn phân giã ngày càng nhanh trong đảng vào năm 2016, sau khi Nguyễn Tấn Dũng đã bị hất khỏi Bộ Chính trị sau Đại hội 12 của Đảng Cầm Quyền, người ta vẫn nhìn thấy có đến vài ba trăm quan chức cùng lãng hoa chúc mừng cho buổi sinh nhật của ông Dũng. Nhưng kể từ quý 4 năm 2016 khi chiến dịch đánh Đinh La Thăng, người được xem là một thủ hạ tin cẩn của Nguyễn Tấn Dũng khởi động, dường như Nguyễn Tấn Dũng cô độc hẳn. Cho đến năm 2017 và đặc biệt cùng với các vụ việc Đinh La Thăng bị loại khỏi Bộ Chính trị, vụ đại gia ngân hàng là trầm bê người được dư luận cho là tay hòm chìa khóa của gia đình nguyễn tấn dũng bị bắt và bị đưa ra truy tố rồi đến vụ nguyễn thanh nghị con trai nguyễn tấn dũng đang là bí thư tỉnh kiên giang có thể bị phe đảng của tổng bí thư trọng cho lên thớt với lý cớ đầu tiên là vụ khách sạn hương biển sai quy hoạch ở ngọc đảo phú quốc nghe nói cả một người thân của nguyễn tấn dũng là lê thanh hải cựu bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh còn không dám đi chơi golf với ông dũng nữa sau hàng loạt vụ việc trên ngày càng nhiều dư luận cho rằng đường đi của Nguyễn Phú Trọng trước sau cũng dẫn đến cửa nhà Nguyễn Tấn Dũng. Đường đi của Nguyễn Tấn Dũng lại bị cho là đầy tỳ vết tham nhũng. Nguyễn Tấn Dũng là đời thủ tướng bị cho là phá chưa từng có trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, một thủ tướng mà nếu cánh đảng muốn và dám làm, gần như bất cứ lĩnh vực hay công trình cộm cán về tiền bạc nào cũng đều ít nhiều mang bóng dáng của cựu thủ tướng Dũng. Sau Quảng Nam và Hậu Giang, sẽ rất có thể là Kiên Giang, căn cứ địa cách mạng của ông Nguyễn Tấn Dũng. Trong bầu không khí không hề ăn ngon ngủ yên của chính giới Việt Nam, vào ngày 20 tháng 12 năm 2017, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đột ngột thông báo về bản kết luận điều tra và đề nghị truy tố ông Đinh La Thăng cùng các đồng phạm. Trong một diễn biến liên quan đến Đinh La Thăng, vụ trịnh Xuân Thanh sẽ được đưa ra xét xử vào tháng riêng năm 2018 trịnh xuân thanh lại được dư luận xem là đầu mối dẫn đến các nhân vật vũ huy hoàng bộ trưởng bộ công thương và là cơ quan chủ quản của pvn đinh la thăng kể cả thủ tướng nguyễn tấn dũng Vụ truy tố có vẻ rất gấp gáp đối với Đinh La Thăng với bản kết luận điều tra được hoàn thành chỉ 11 ngày sau khi ông Thăng bị bắt đang khiến nảy sinh những dấu hỏi mới phải chăng cho truy tố Thăng càng sớm càng tốt bởi ông Trọng đang phải chịu áp lực về thời gian cho một chiến dịch bắt hổ lớn khác và phải chăng Tổng Bí Thư Trọng muốn chủ động đánh phủ đầu cánh quan chức dám phản ứng ông qua vụ bắt Thăng và chấn áp luôn một âm mưu lật đổ nào đó còn trong chứng nước. Tuy